Xin chào mọi người, xin chào quý vị các bạn ạ. Hiện tại bây giờ thì tôi đang đứng cạnh chiếc Hyundai Santa Fe thế hệ mới vừa được ra mắt thị trường Việt Nam. Với mức giá bán dao động từ 1 tỷ 030 triệu cho tới 1 tỷ 340 triệu. Có tất cả là 6 phiên bản để cho quý vị các bạn lựa chọn, bao gồm động cơ xăng và động cơ dầu anh ạ. Trong cái video này thì anh em sẽ cùng tìm hiểu phiên bản cao cấp nhất, máy dầu 2.2, động cơ Smart Trim, cũng là động cơ mới. Thực ra cũng phải xin chia sẻ với mọi người rằng cái Santa Fe này cũng được anh em chờ rất là lâu rồi. Bởi vì thực sự là cái mẫu này, nếu như những chiếc đầu tiên ấy của đại sứ quán về ấy, nó từ 2007. Đúng rồi. Và từ đấy trải qua rất nhiều thế hệ thì bây giờ nó khẳng định được cái việc là có một cái tập khách hàng rất là lớn. Đúng rồi. Mong chờ rồi vân vân. Và bây giờ thì mức giá nó có tăng hơn với bản trước. Ok, thì bản này thực ra gọi là facelift thì mình nghĩ là chưa đúng. Mà bản này mình gọi phải gọi là big minor change. Thì đấy là cái thuật ngữ dịch ra tiếng Việt chả hiểu như nào, nhưng mà thôi cứ gọi là những cái thay đổi lớn đi. Với đầu tiên thì sẽ là cái bộ phận chìa khóa mới, có khóa cửa mở cửa, rồi chúng ta có thể mở cốp cũng như là khởi động động cơ từ xa để giúp cho cái hệ thống điều hòa trong xe cũng được hoạt động bằng cái hệ thống quạt gió làm mát cái khoang xe. Với cái thời điều kiện thời tiết như này thì có cái tính năng này em thấy cũng hợp lý anh ạ. Rất hợp lý, bởi vì là như cái trời nóng như này thì là cực kỳ hợp lý, bởi vì là xe mình đỗ ở kia ngồi đây vẫn thấy được thì để nổ ra mát lạnh luôn. Còn đâu nếu mà nói về cái thiết kế diện mạo mới ở bên ngoài ấy, thì tập trung chủ yếu của chiếc xe này là nằm ở phần đầu xe, với cái phần lưới tản nhiệt được tái thiết kế một chút và những cái họa tiết ở trên lưới tản nhiệt cũng được làm dày dặn góc cạnh hơn. Cái phần lưới tản nhiệt này thì phần nào đó thì tôi thấy rằng cái thiết kế này nó làm chiếc xe khỏe hơn. Anh Hùng thấy sao? Duy bật cho anh cái đèn đấy cho mọi người nhìn tổng thể cái phần đầu ấy. À đấy đúng rồi. Riêng cái đèn này cũng là một cái chi tiết cực kỳ hay này. Cái mặt ca lăng nó mở rộng ra này, cản dưới thay đổi này. Đèn này cũng thay đổi này. Nhưng mà cái đèn này cái độ sáng là mình sẽ phải thử, bởi vì theo cái bố trí này mình hy vọng là nó sẽ sáng hơn nhiều so với cái đời trước. Đời trước thì anh em phải đi nâng cấp tương đối là nhiều. Nhìn ảnh thì không đẹp lắm, nhưng mà nhìn ra ngoài là đẹp hơn rất nhiều so với ảnh. Thật ra khi mà em nhìn thấy những cái bức ảnh đầu tiên của Santa Fe được ra mắt ở thị trường Hàn Quốc ấy, thì em thấy rằng cái phần đèn này nó chưa thực sự hấp dẫn. Nhưng mà đúng là khi mà mình nhìn trực diện ở đây nó tỉ lệ nó chuẩn ấy, thì nhìn nó lại rất là đẹp. Thực ra so với cả các sản phẩm trong cùng phân khúc loanh quanh giá hơn 1 tỷ, đến khoảng 1 tỷ ba mấy, và lăn bánh nó lên khoảng hơn 1 tỷ rưỡi, thì thực sự như các cái dòng xe như là Hyundai Santa Fe này, vâng, thì là chiếm rất là nhiều lợi thế. Bởi vì cái form xe này nó cũng cứng. Cái thứ hai là bây giờ là trang bị rất là nhiều cái công nghệ hỗ trợ, thì lần lượt chúng ta sẽ xem. Còn phần cải tiến phần đầu nó cũng chỉ có vậy thôi. Và chiếc xe này nó dùng cái, mình thì mình có đọc cái thông cáo báo chí mới ra mắt buổi sáng nay, thì có cái hệ thống hỗ trợ phanh phát hiện người đi bộ, thì cảm biến nó nằm đây đấy. Nhưng mà theo mình đọc thông tin ấy thì chưa có cái Smart Cruise Control, hay mình gọi là Adaptive Cruise Control, thì tùy theo mỗi hãng thì sẽ có một cái thuật ngữ marketing riêng anh ạ. Cái thuật ngữ riêng. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn full LED thông minh các bạn nhé, cũng tự hạ cốt và tự dương lên pha khi mà chúng ta đi ở trên những cái cung đường khác nhau. Kèm với đó là hệ thống cam 360 rồi cảm biến trước này. Những cái khe hút gió này thì cũng hoàn toàn là những cái khe hút gió xịn thật hết. Đảm nhiệm cái nhiệm vụ đưa cái luồng gió và triệt tiêu cái luồng gió xoáy trong bánh xe. Duy mở cái nắp động cơ lên. Cái động cơ trên Santa Fe mới này cũng được nâng cấp. Thì đây là cái dòng Smart Trim. Đây, máy 2.2D. Thì đối với các cái dòng như Santa Fe thì mình rất thích cái động cơ dầu. Chính vì vậy mình muốn giới thiệu cho mọi người. Thứ nhất ấy, chạy nó rất là bốc bởi vì nó có moment nó tốt. Vâng. Cái thứ hai là nó siêu tiết kiệm. Nếu mà mình chạy đường trường thì thực sự cái bản cũ xe bạn mình chạy thì nó cũng chỉ khoảng 6 lít. Ông nào khéo chân thì có khi chạy chỉ có 5 lít mấy thôi. Thì quá hấp dẫn anh ạ. Còn chạy trong phố thì nó sẽ cao hơn một chút. Cái độ dao động nó khoảng 2-3 lít thì tùy. Cùng với cái động cơ mới được phát triển gọi là nâng cấp một chút đi, thì chúng ta cũng có một cái mẫu Santa Fe với cái nền tảng khung gầm mới N platform. Thì cái này nó sẽ dài hơn là 15 mm, rộng hơn 10, cao nhưng hơn 5. Nhưng mà em không hiểu sao cái chiều dài của cơ sở lại giữ nguyên khoảng hơn 2.7 m. 27 15 à. 27 bao nhiêu đấy? Thì bây giờ mời mọi người ra phía sau ạ. Phần ngang xe thì có lẽ các bạn sẽ có một cái thông tin là chúng ta cần chú ý thôi, là chúng ta sẽ có hai cái mẫu la răng là 18 và 19 inch. Đây là mẫu 19 inch với cái thiết kế mặt la răng thứ đặc. Thực cái này thì trông hầm hố ấy. Trông hầm hố, nhưng mà như anh thì anh thích cái mâm đời trước hơn. Vâng. Nếu là anh. Phần cốp phía sau này. Đây.
cái giải đèn LED này cũng là một cái chi tiết được cải tiến, nối liền cái cụm đèn hậu giúp cho cái phần đuôi xe nhìn nó bè ngang hơn, nó to hơn. Cái đèn sau này là cũng thay đổi một chút. Nhưng mà như cá nhân em ấy, em lại thấy thích cái đèn hậu cũ hơn anh ạ. Bởi cái đèn nó có cái hiệu chiều ứng sâu 3D. Vâng, nó cái hiệu ứng 3D tương đối là đẹp. Chiều sâu. Phần này là cản dưới nó cũng thay đổi một chút, nhìn chung là bên ngoài thì phần đầu xe thay đổi nhiều hơn và cái phần thiết kế đèn liền này nó theo cái xu hướng thiết kế mới. Còn bây giờ thì mình hiện tại thì đang rất nhiều khách đến xem. Cái phần cốp này thì ngoài cái thao tác anh Hùng vừa mở hay là mở chìa khóa thì chúng ta không có đá cốp nhưng mà lại có một cái tính năng từ Santa Fe thế hệ trước đã có rồi, là đứng gần phần cốp xe chìa khóa đút túi thì sẽ kêu 3 tiếng tít tít tít, sau 3 tiếng đó thì cốp sẽ được mở lên, còn nếu các bạn không cần thì anh dùng anh toàn tắt nó đi thôi. Nó hơi bất tiện đúng không anh? Không, nó cũng sẽ tiện trong một số trường hợp nhất định, ví dụ mình lấy đồ ra nhưng mình đỗ trong gara hoặc là gì đó, hoặc mình đi vòng qua đúng 3 giây với lại nâng lên. Thế anh em mình ngó luôn cốp xem có những gì cả. Đây là cái phần lưới để ngăn chìa khóa. Cái này cũng là học hỏi Châu ấy. Cái Châu có những cái xe lại kích lốp. Cái này để được đôi 2-3 đôi giày thoải mái. Nói chung cái không gian cốp sau nó vẫn như cái đời trước thôi. Vâng. Và cái hay của các cái dòng xe mà từ Hàn Quốc này là các trang bị tiện ích nó rất là nhiều. Ví dụ như là về công nghệ hỗ trợ này, hay là các tiện ích ví dụ tất cả các cửa giỏ. Vâng. Đấy. Nó không bảo thủ như xe Nhật. Rồi các cái cổng sạc em thấy là cũng được trải dài hết cho tất cả các hàng ghế. Ok. Bây giờ mình... Các bạn có thể chờ một chút nhé. Đây mọi người có thể nhìn cái hàng ghế sau... Hàng ghế sau thì không thay đổi nhiều đúng không? Đây, mời các bạn. Có lẽ em xin phép em ngồi vào đây luôn để em cho ngồi đi. Mọi người có hình dung dễ hơn. Đấy. Anh ngồi cho em thoải mái chưa phát nhé. Rồi, đây rồi. Đằng sau hơi chật. Anh phải tiến lên tí đi. Đấy, thế này thì em đang ngồi hơi thoải mái quá. Qua mình nhìn bên góc bên kia thì sẽ thấy là hai người đàn ông đang ngồi. Em thì cao 1m75, không biết anh cao mét bao nhiêu? 1m7. Thế là anh em mình cũng con kia Sorento là không chậm đầu anh nhỉ? Anh xe con kia của anh đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh thử ngả cái lưng ghế ngồi sao? Đây này. Này em còn khoảng trống còn được 7 phân. Em ngồi hôm trước con ý rồi. Đây cửa sổ đóc. Cửa sổ. Cái lần này là thành vải rồi, nhưng vải này cũng đẹp. Bản trước bản cao nhất là theo kiểu phong cách kiểu da lộn một chút. Em thì em thích cái màu hơn bởi vì nó không bị tối khoang xe quá. Cái đời trước là thế hệ trước là cái vải cái trần giả da lộn này màu đen. Thường thì mọi người cứ sợ cái cửa sổ trời này nó nóng nhá. Thì theo mình ấy, kinh nghiệm của mình ấy là mình dán 2 lớp 3M lên, dán 2 lớp kiểu như 3M hay là phim cách nhiệt lên thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Mà tốt nhất là cứ chọn phim xịn mà dán. Thì 2 lớp chưa đủ, dán hẳn 3 lớp cho nó cẩn thận thì là khác, là cách nhiệt tốt thôi chứ có gì đâu, rất đơn giản. Nhưng cái gì mà đúng rồi, cái cửa sổ trời này này. Dán phim xịn và nó sẽ đỡ rất nhiều luôn. Có một cái chi tiết mới trên xe này ấy là cái bản cao cấp nhất là trang bị 10 loa Harman và có âm ly. Thì thực sự là nếu mà loa hàng hiệu thì nghe sẽ hay, nhưng còn hay như thế nào thì trong cái hôm nay thì mình chưa nghe được, cũng chưa chia sẻ thực tế được cho mọi người, thì sẽ có một cái chương trình chi tiết riêng. Anh thấy cái bản mới này được không anh? Đẹp ra không anh? Cái chỗ này là có cửa gió này không anh? Đây đó. Vẫn giữ nguyên cửa gió, vẫn hai cổng sạc ở đây. Nó không có phần tăng chỉnh. Không. Chắc là mới thôi. Thứ ba này có này. Khoảng độ cái bản kia Sorento là có. Tháng nữa mình sẽ phải xuống tiền thôi đúng không? Chờ tí về luôn đây. Về giá thì em không biết được ạ. Mới thì nó lấy thêm tí thôi. 1340. Ok. Thôi đang rất nhiều người ngồi trong khoang xe, mình lại quay lại nói cái động cơ đi, cái động cơ này mới này. Để mở cái động cơ. Em mở lên đi. Thì quay trở lại cái chương trình này là ghi tại hiện trường, thế cho nên là có gì mong mọi người thông cảm. 15 ạ. Nó rất là thực tế. Thì mọi người có thể nghe cái tiếng động cơ so với cái bản Santa Fe trước ấy, nó sẽ êm hơn bởi vì cái lý do là cái lốc máy của này nó dùng hợp kim nhôm. Cái thứ hai nó sẽ giảm bớt cái mùi dầu. Cái trọng lượng của cái bộ động cơ này hơn. Giảm hơn khoảng 30 cân đi anh ạ. Nhẹ hơn. Đấy. Nhưng có một cái nữa thì khi mình đọc cái mã của cái củ ABS đây này
Đây, của ABS như xong. Đồ mà cứ có mã là check được hết. Không. Đây mọi người thấy này, thì cái mã này CAO CA0 này, thì cái này có chức năng gọi là cảnh báo lùi, có vật cắt ngang thì lùi, nhưng mà nó sẽ không phanh. Còn nếu mà mình nhớ là mã nó phải là DAO thì có cái đấy thì nâng cấp được. Không có. Ở thế hệ trước cũng có cái tính năng đấy và em cũng đã test, nói chung là cái đấy khá là ok. Nó sẽ không tự phanh, nếu tự phanh thì nó là một cái mã ABS khác. Và cái vùng quét của nó cũng tốt. Ông đồ của Hyundai thì các hệ thống an toàn thì hầu hết là sẽ dùng của Bosch Continental. Nhìn chung là đối với Santa Fe thì đã khẳng định qua một thời gian rất dài tại thị trường Việt Nam rồi. Chính vì vậy thì cái thơm là xuống tiền rồi đúng không? Đấy, rất nhiều người đang xem ở đây thì chúng ta có gì? Thực ra đối với Santa Fe thì có cái màu nội thất là tương đối là hay. Bởi vì mình có chọn được một nội thất, cái hai là màu này là màu gì nhỉ? Gọi là màu yên ngựa. Loa Harman này. Nhưng mà em chưa thấy ở cánh cửa này có đèn viền đấy ạ. Ambient light hả? Vâng. Đèn viền ở trên cánh cửa này, ở đằng trước và đằng sau em đều chưa thấy. Rồi bây giờ bây giờ mình đến lượt rồi. Cho em nhờ tí nhé. Đây, mời mọi người. Em chuẩn bị sẵn dây rồi, anh em vừa cầm lầy đúng không? Anh em mình trích luôn, kiểm tra luôn. Ước gì mình lại được bóc tem. À đấy, một tranh thủ. Xe cũng được trang bị sạc không dây. Có sạc không dây. Em đút vào đây. Sạc không dây. Nhưng mà cái vị trí này em thấy hay này. Tiện đúng không? Vâng. Đấy, cái này khi nào đóng hết cửa thì nó mới nhận anh ạ. À, đóng hết cửa, đóng hết cửa. Rồi ok. Đấy thì sạc không dây kết nối Apple CarPlay. Màn hình này là cũng mới, màn hình là 10.25. Đấy, Apple CarPlay này. Đấy. Nó gọi là gì? Flight monitor. Màn hình bay. Bây giờ đa phần xu hướng thiết kế hiện đại là những màn hình này nổi ở trên mặt. Độ phân giải thì rất là tốt. Bây giờ mình sẽ bật cái cam lùi lên đi cho mọi người. Đó, cam 360 nhìn đấy này, cam 360 cái độ nét của nó rất là tốt. Hay là mình chuyển các cái góc chiếu. Nhưng mà cái phần ghép này vẫn chưa đẹp. Phần ghép này thì so với xe Đức thì mẹc thì thôi không nói chuyện, đúng không? Nhưng mà như thế này là tốt rồi, bởi vì bây giờ là cái cam nó đã đóng hết đâu. Vâng. Nó phải đóng hết đã. Nên cái độ nó rất là nét. Cửa thì ở ngoài kia mọi người đang ấy thì là cửa hai lớp nhá. Kính hai lớp. Cửa hai lớp. Không biết là kính sau có không, để tí em kiểm tra luôn. Đấy thì đây là cái màn hình. Rất là nét. Ok chưa? Giao diện, mặt giao diện. Mà mọi người sẽ đẹp đây ạ. Mọi người sẽ thấy là một cái giao diện nó tương đối là quen thuộc. Đúng không? Tốt. Ôi anh em mình anh quay sang kiểm tra cái màn hình sau vô lăng này đi. Cái điều khiển này thì nó đây. Đấy, nó sẽ chuyển theo cái drive mode. Đây mọi người nhìn nó sport này. Màn hình này là màn hình sau vô lăng là 12.3. Comfort này, Eco, Sport, Smart. Rồi ok, chế độ terrain nói luôn. Snow, Map and Sand. Thì cái này hay hơn cái hatchback đời trước của Santa Fe, bởi vì sao? Hatchback trước của Santa Fe sẽ dùng một cái khóa V-Sign. Thì bây giờ bản chất là cái này mình gọi là all-wheel drive thì đúng hơn. Đó, thì bởi vì là trước là dùng cái hatchback ở đây thì sẽ có một cái khóa V-Sign, nhưng mà bây giờ nâng cấp lên rồi, khi mà mình dùng terrain Snow Map Sense thì nó điều khiển cả động cơ, cả hộp số, rồi bước nhảy số, thời gian. Đấy, và đặc biệt nó can thiệp sâu về cái phần traction control. Điều kiện là bám ở đường tuyết khác này, cát khác này, bùn. Và bùn sẽ khác. Thì đá. Mỗi cái đấy cái mức can thiệp nó sẽ khác nhau. Thì đây, nhưng mọi người một lần nữa nhìn này. Đó. Thì cái này rất hay nhá. Cái này là rất hay. Đấy. Ngày xưa là có Eco này, Sport này, Smart này. Cái Smart này sẽ tự động điều các cái chế độ. Mọi người nghe quen không ạ? Ok, ở đây có một cái thêm nữa này. Đấy. Đấy. Thì theo mình có nói chuyện với một anh kỹ thuật đấy, một bạn nắm tương đối là nhiều thông tin về các dòng Hyundai, thì cái camera lùi này này, à xin lỗi, cái camera này ấy, thì nó có một cái là rất hay là khi mà gặp cái xe từ phía sau lên mà mình lại đang chuyển làn mà mình bật như thế này thì nó sẽ hỗ trợ phanh, nó sẽ không đẩy mình sang. Thì những cái tính năng như thế này mình sẽ phải thử. Cái thứ hai là ở đây là mình có cả head-up display gì này. Vâng. Head-up display này. Đó.
Head up display là đang hiển thị mỗi tốc độ có đấy. Không biết là có hiển thị navigation đầy đủ LED. Forward safety. Ở đây mình có thể xem được các cái tính năng hỗ trợ người lái này. Đấy. Cảnh báo một cái thứ. Đấy, mức cảnh báo này, âm thanh cảnh báo này. Thời gian này, đấy. Được chưa? Và đây, forward safety, active assist hỗ trợ phanh tránh va chạm trước đấy thì vâng. Cái này cũng phải thử xem là nó ở đây mình bật lên. Hỗ trợ làn này. Blind spot safety là cái vừa rồi này, đấy thấy chưa? Active assist là mình nghĩ là nó sẽ là gì? Nó sẽ hỗ trợ phanh, còn safe assist là nó sẽ hỗ trợ là khi mà mình mở cửa. Vâng. Mở cửa mà có người phi ra từ phía sau lên thì nó sẽ cảnh báo. Thì các cái cài đặt thì mình vào đây thôi. Parking safety. Ok. Theo như ở trên vô lăng này em đang thấy như là chỉ có cruise control, chưa có adaptive đúng không? Chưa có adaptive. Đúng rồi, cluster thì mình có thể chỉnh trong đây này. Team selection, blindspot, nói chung là rất nhiều công nghệ mà sẽ phải cần một cái thời gian nữa để chúng ta thử nữa, tức là ở đây mình mới chả thấy thôi, mới chia sẻ mới thấy thôi, đúng rồi. Chút một cái nữa là đây có cả cảnh báo slow. Nhưng thằng này nó có một cái hay nữa này là nó vừa hỗ trợ giữ làn. Đây, hỗ trợ giữ làn thì nó phải hoạt động trên một cái tốc độ nào đấy, kiểu như là 62 ở trên cao tốc, nhưng mà lại có hỗ trợ đánh lái. Hỗ trợ đánh lái chủ động thì cái này sẽ phải thử cái giải tốc của nó là bao nhiêu. Hai cái này nó tách biệt với nhau. Nó hoạt động tương đối là độc lập với nhau. Vâng. Theo tùy cái tình huống, cái này thằng này nó bị động, còn cái thằng này là chủ động. Vâng. Anh Hùng, anh đánh giá sao về cái khu vực điều chỉnh điều hòa cũng như là cái phần cần số bây giờ đã chuyển nút bấm này? Thực ra cái bản máy dầu này là số 8 cấp DCT, điểm vâng. Kép. Thì thực ra bây giờ thành số điện tử này rồi thì nó gọn lại hết. Cái hai là về cái chỗ này này thì nó đang nói chung là đẹp. Nói chung nhiều anh em là thích nhất cái phần này. Hôm trước Palisade mình chạy cũng thế. Vâng, nhìn nó rất là đẹp. Còn kiểu của thiết kế này ấy, thì nhìn chung là nó sang. Không sang là không mùi cả. Đây, đúng không? Ít nữa nâng cấp chuyển hết chỗ này thành điều hòa này. Điều hòa thì đối với dòng xe Hàn thì sẽ có cả, thường thì sẽ có cả lọc khí. Đây, khí hậu mình xem này. Cái giao diện này đẹp anh ạ. Giao diện này đẹp, đúng không? Đấy, có bản đồ hiển thị bên này nữa. Nó sẽ còn, chiếc xe này tương đối là nhiều công nghệ mới, thế cho nên là mình phải sẽ phải có thời gian này. Sấy vô lăng này. Cái sấy vô lăng nhìn vậy thôi, mùa đông thích. Vâng. Nhưng mà thích nhất vẫn là cái này. Đúng rồi, những cái thời tiết như thế này, 30 mấy độ mà anh em mình ngồi cực sướng luôn. Thì đấy là cái mà mình được hưởng. Vâng. Đấy, mình được hưởng. Thì mình thích như thế bởi vì bây giờ nói thật ra là cái xe ấy, nó cái động cơ với cả khung gầm thì bây giờ có thể nói cạnh tranh tương đối là nhiều rồi. Suy ra là mình phải cần thêm những cái là tiện ích. Đấy thì không có bật lên, chảy nước à? Em chảy nước. Đây thì cái màn hình này nó cũng chia ba, đây các cái tính năng. Bản đồ. Việt hóa hết. Bản hồi tích hợp sẵn. Đó. 3D, 2D đầy đủ hết. Nói chung là về mặt trang bị về công nghệ thì ở trên những mẫu xe Hàn Quốc bây giờ khó mà có thể chê là cái gì. Đây, đầy đủ hết rồi. Đây không cảm ơn. Không cảm ơn mình chạm vào đây. Em thì em chỉ khang hơi tiếc là chưa thấy cái đèn viền ở bên cánh cửa. Nhưng mà ở đây có này. Có đèn viền đây. Chỗ này có mỗi chỗ này có này. Và cửa menu là thế hết mà menu này thế hết mà. Và mình có thể chuyển mình xem các cái tính năng ở đây để được hết này. Vâng. Đấy, đúng không? Hỗ trợ được lái. Nói chung là xe này đã được thêm nhiều công nghệ. Bản này và tăng đâu khoảng 95-100 triệu gì đó. Thì cái đấy phải để thị trường quyết định thôi. Ở dưới đây có cả học rồi. À đây, đèn viền ở dưới này. Có đèn viền đúng không? Đèn viền ở dưới này anh ạ. Đèn viền. Ở phần trước này với cả cái ốp hai bên của rồi. Bên ngựa. Ok, bởi vì là đang tương đối có khách muốn xem, bởi vì mẫu xe này là rất là hot. Thế cho nên là bọn mình xin phép là dừng cái chương trình ở đây. Thế mà quý vị và các bạn mà có nhu cầu muốn tham khảo về mẫu xe này thì có thể đến Hyundai An Khánh 1S hoặc 3S đều được. Đều có đang có những cái mẫu xe trưng bày này để tham khảo. Các đại lý của Hyundai đều có hết, mọi người có thể xem.